Xin chào những khách hàng xinh đẹp của Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT. Ngày hôm nay chúng tôi lại quay lại với các bạn trong một buổi live stream về dịch vụ hút mỡ Lipomatic. Ngày hôm nay thì vị khách hàng nữ của chúng ta đến với MCAT để thực hiện là hút mỡ cánh tay nội soi. Đây quý vị có thể nhìn thấy hình ảnh trước khi tới với MCAT của cô ấy. Một điều đặc biệt đó là chị này đã thực hiện hút mỡ cánh tay được khoảng hơn 2 tháng rồi, nhưng mà tại một cơ sở khác, không phải tại ở MCAT. Nhưng mà cái vùng mỡ nó không được cải thiện nhiều. Và khi đến với MCAT thì chúng tôi có siêu âm thì thấy được là lớp mỡ dưới da vẫn còn, cho nên là chúng tôi đã thực hiện hút lại cho cô ấy. Đây quý vị có thể thấy không ạ? Sau khi hút được ở một cơ sở khác rồi, nhưng mà cái vùng mỡ đọng lại ở phần nách và phần dưới cánh tay này rất là nhiều. Phần trên bắp tay vẫn còn đọng lại mỡ nha. Và chúng tôi đã phải xử lý lại. Đây là hình ảnh của cô ấy sau khi mà chúng tôi thực hiện dịch vụ hút mỡ chỉ với khoảng 20 phút thôi, với công nghệ hút mỡ Lipomatic nội soi, và không đau và không hề để lại một vết bầm tím nào. Quý vị có thể thấy là đã cải thiện được hơn cánh tay của cô ấy. Sau khi thực hiện lần hút mỡ lần thứ hai này xong thì cô ấy sẽ phải đeo một cái đồ định hình gọi là ghen tay trong khoảng 2 đến 3 tháng. Thì MCAT xin chắc chắn với các bạn rằng cái cánh tay của cô ấy da sẽ rất là phẳng và săn và không còn cái sự đọng lại mỡ như lần một cô ấy hút nữa ha. Những vị khách hàng nào đang băn khoăn về mỡ thừa các vùng trên cơ thể như là mặt này, cánh tay này, bụng, hông eo và kể cả lưng và đùi và bắp chân luôn thì có thể inbox trực tiếp tới trang Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT để các chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ đưa ra một phương pháp hút mỡ cụ thể và an toàn và hiệu quả nhất nha. Chương trình 25% của Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT và trang bác sĩ Khiêm vẫn đang còn là một vài voucher nữa, cho nên là các bạn đừng ngần ngại mà inbox trực tiếp tới để chúng tôi gọi điện tư vấn nha. Rồi, video livestream của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo nha. Xin chào.